đứng ở quản lý trưởng thành. Thì từ quản lý trưởng thành, mình có thể phóng tầm mắt ra sau lưng của nhân để ngắm lại 7 kỳ quan của thế giới, nổi tiếng nhất thế giới nha mọi người. Thì hôm nay nhân sẽ làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ thôi. Thì nhân làm là theo cái kiểu là cảm hứng và tự nhiên nha mọi người, chứ không có bất cứ một cái gì gọi là sắp đặt. Thì nhân sẽ xem những vị khách hàng mình đến từ đâu và tại sao lại biết tới khu Cát Tường Quốc Sinh và cảm nhận của họ như thế nào khi đến đây. Rồi, xin mời mọi người đi theo nhân nha. Thì hôm nay nhân sẽ vô thẳng công viên Thế Giới Kỳ Quan để nhân hỏi thăm một số khách hàng vì sao mà khách hàng lại biết đến khu này. Rồi, xin mời mọi người ha. Dạ, chào chú ạ. Dạ, không biết là chú tên gì ạ? Tôi tên Tuấn. Chú Tuấn. Chú Tuấn, chú đến từ đâu chú? Đức Hòa. Đức Hòa luôn ha. Thì con không biết mà tại sao chú lại biết đến cái khu này ạ? Thì qua mạng với lại thông tin trên mạng á. Như cô là mình cũng gia đình luôn ha chú. Mình xuống đây lâu chưa? Mới vừa xuống á. Mới vừa xuống tới luôn ha. Rồi, con cảm ơn cô chú nha. Như mọi người cũng thấy đó, thì đa số những khách hàng biết đến khu du lịch sinh thái Cát Tường Quốc Sinh thì đều nhờ trên mạng, hoặc là bên như lúc nãy nhân có nói đó, là bên trang web là địa điểm ăn uống, thì một trang web rất là uy tín thì họ đã quảng cáo nơi này. Thì bây giờ nhân sẽ mời mọi người theo nhân hỏi ý kiến thêm một khách hàng nữa. Rồi theo nhân nha. Cần tên gì bé? Em tên là Diễm. Diễm đúng không? Dạ, em tên Châu. Châu chắc này còn nhỏ tuổi đúng không? Có em Rồi không biết là hai em là đến từ đâu ha? Dạ em đến từ Sài Gòn anh. Mình ở quận 6 anh. Ở quận 6. Quận 6 thì nói chung cách đây nó cũng khoảng 30 km đúng không? Dạ rồi, 30. Thì không biết là tại sao mà lại tự cưng lại biết đến cái khu này. Dạ tại vì em coi trên Facebook của anh có cái kênh là Check-in TV Việt Nam. Có một bạn tức là các bạn xem ở trên Check In TV, một kênh Check In TV và một kênh là địa điểm ăn uống, thì các bạn đến nơi này tự hai bạn trẻ nó cũng tự sạch Google và để tìm đến đây luôn. Thì không biết là khi xuống đây rồi thì hai bé cảm nhận khu này như thế nào? Dạ, đẹp anh, nhưng mà hơi nắng chút. Em thấy thì ở đây thì hình như là ở Sài Gòn rồi, cảm ơn hai bé ha. Dạ, thì đó là những lời chia sẻ thật lòng của hai bạn đến từ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Thì đúng thật ở đây giống như là một cái công viên kỳ quan thế giới, thì có thể nói là lần đầu có tại Việt Nam mà như cảm nhận của các bạn đã nói. Rồi xin tiếp tục quý khách hãy theo chân nhân nhé. Và tiếp tục thì nhân thấy hai cặp đôi của hai anh chị thì không biết từ đâu đến. Thì bây giờ nhân sẽ đến hỏi về cảm nhận của tất cả mọi người nha. Xin mọi người. Mời anh chụp em bé. Và em chào anh chị, không biết là anh chị mình tên gì ạ? Chị. Dạ em tên Hiền. Chị Hiền, anh á. Tên Tường. Anh Cường. Anh Trần Trực. Anh Trực á. Thì không biết là anh chị mình từ đâu đến á? Đồng Tháp luôn hả? Nói vậy chứ nó sao mà. Không, cứ nói thật lòng đi, không sao đâu. Tại chờ chứ là Mỹ Tho à. À Mỹ Tho hả? Còn anh? Là chung luôn. Thì không biết tại sao mà anh chị lại biết cái khu này. Em coi thông tin trên mạng, thấy bạn bè có đi rồi. Trên mạng chị coi bên cái kênh nào? Hai em coi Facebook á, bạn bè có đi rồi nên thấy đăng chia sẻ đúng không chị? Dạ. Facebook. Thì sao mà anh chị biết được cái này? Rồi em mới vô Google em sợ rồi mới điện cho anh số điện thoại như vậy. Ủa vậy là em rồi. Phải không? Em đúng không? Thì trùng hợp mình đến đây rồi thì không biết là cảm nhận mình thế nào về khu này. Dạ thì cũng lạ đẹp. Hay là đẹp. Mình có còn nếu mà vòng hết khu thì mình cảm nhận như thế nào? Rộng. Nắng nóng đúng không? Thì bởi vì cái khu dân cư mình mới làm á, cho nên là cây cối này nó chưa có mọc đều hết, nó còn hơi nắng. Nhưng mà được một cái
càng nắng thì mình chụp hình nó càng đẹp cho mọi người. Sao em thấy chụp hình nó càng đen. Đây, dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Bây giờ thì đang dẫn mọi người đi tham quan công viên cảnh quan thế giới và hỏi ý kiến của những khách hàng từ nơi khác đến tham quan, họ cảm nhận như thế nào. Và bây giờ thì Nhân sẽ đi vào nhà của một khách hàng mua căn nhà lốc G1 lô số 23, thì xem mà khách hàng đã mua sản phẩm ở đây rồi thì họ cảm nhận như thế nào về khu này. Rồi, xin mời mọi người theo Nhân nha. Hôm nay Nhân cũng đến hỏi sơ cô về cái vấn đề là để Nhân hỏi cô luôn đi. Thì không biết là đầu tiên thì chị giới thiệu tên mình. Chị tên Hiền. Cô Tên Nở. Thì chị Hiền với lại cô Nở là cũng là một khách hàng của Nhân. Thì không biết rồi, hồi lúc trước đó, đầu tiên thì không biết sao mà cô biết đến khu cát tường sinh. Đầu tiên thì cô tính đi mua đất để cất nhà, mua quầy dân. Rồi cô mới coi cái clip á, cô về nhà nghiên cứu á, coi cái clip thì cô thấy Nhân giới thiệu á. Coi nhiều năm, nhưng mà thấy tính gặp Nhân để mà mua đất. Nhưng mà vô đây thì giới thiệu cái nhà thôi, mình thấy mình cất nhà cực, mình cất cực quá. Nên là cô mới nhờ Nhân là giới thiệu cho cô căn nhà để cô ở. Thì những chỗ như cô ở đây như là cũng 10 ngày, hơn 10 ngày. Thì giống như cô với chị mình cảm nhận như thế nào về cái khu này? Về chị thì thấy chị thích rồi đó. Tại đầu là vô mình thấy cái khung cảnh là đã thấy thích rồi. Nên ra mới quyết định là mua ở đây. Thấy là có công viên cho con cái mình đi chơi. Đó ra rồi không khí cũng thoáng, mát mẻ. Nói chung là thấy ở đây là thấy là ổn. Thấy mẹ con lúc nào cũng vui vẻ, sáng đi tập thể dục. Đó, sáng hai mẹ con tập thể dục thì về thấy không biết, nên mình thoải mái. Thì không biết hiện tại là mình ở đây là chị thấy có một cái gì mà không ý về khu này? Về cái khu quá hả? Dạ. Bây giờ xung quanh đó hả? Dạ. Là ngôi nhà. Nhà cũng được ha, xung quanh khu mình. Nói chung là mình chỉ ở thôi, cũng làm gì ai thì thấy không có ai tiền mình mà cũng chẳng tiền ai đó vậy thôi. Dạ. Đó. Rồi nhà cửa thì nói chung là khoáng. Dạ. Có mấy cái mình vô ở thì có cái mình chỉ ý thì mình nhờ mấy anh ấy vô chỉnh sửa cho mình thôi. Nhưng mà nói chung là mẹ con ở nhà này tôi nghĩ. Thì như tất cả các vị khách hàng mình cũng biết thì đây là những lời nói thật lòng của những khách hàng. Thì lúc trước là cô với chị thì ở trên mình ở đường ở quận Tân Phú á, đường Trần Văn Ơn. Thì như chị với cô là ở đường Trần Văn Ơn thuộc quận Tân Phú, thì như Nhân làm những clip này để giới thiệu với tất cả người khách hàng mình đến sau đó, thì ví dụ như mình có thật sự mà nhu cầu mua nhà thì mình có thể mua nhà luôn để ở, còn nếu mình chưa có nhu cầu ở thì mình có thể mua đất để đó sau này ví dụ mình có nhu cầu thì mình sẽ về ở, còn nếu không thì mình có thể là mua bán lại, khi mình đầu tư thì nó cũng có sinh lời. Rồi, xin chào tất cả quý khách hàng.